Chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục chia sẻ qua du học của công ty Tân Đại Dương. Và đứng cạnh mình đây là em Yến Linh, vừa nhận được visa du học Mỹ. Chúng ta cùng trò chuyện với Yến Linh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ của Yến Linh thì như thế nào nhé. Chào Yến Linh. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Em tên Yến Linh, em năm nay 15 tuổi và đang học ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Em vừa hoàn thành xong khóa học của mình và sẽ sang Mỹ đi học tiếp chương trình high school. Cái cảm nhận của Yến Linh khi mà làm hồ sơ về Tân Đại Dương thì như thế nào? Ở đây thì thấy các chị tư vấn rất là tận tình và làm hồ sơ rất đầy đủ, giúp em có thể đủ tự tin hơn khi vẫn đó. Dạy nhiều câu hỏi tiếng Anh rồi dạy cả tiếng Việt và để em có thể dạy giúp em dễ tiếp thu những câu hỏi để trả lời phỏng vấn. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em được tìm hiểu trên mạng và có người giới thiệu. Sau khi mà học xong cái chương trình phổ thông bên đó thì cái nghề nghiệp sau này của Yến Linh là em chọn ngành gì? Em chọn quản trị kinh doanh. Cái dự định sau tương lai của em á, là em có thể chia sẻ với các bạn về cái dự định tương lai của em như thế nào? Sang Mỹ em sẽ học 1 năm tiếng Anh, tiếp tới thì em sẽ học 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học. Và tiếp đó là em sẽ về Việt Nam để phụ giúp công ty của anh. Mình học qua Mỹ thì mình sẽ chọn các bang nào để học em? Em chọn bang Indiana. Là em nói về thông minh đó. Chị cảm ơn những chia sẻ của Yến Linh. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc Yến Linh là qua Mỹ sẽ học tập thật tốt nha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.